Hello cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người, đây là một dĩa trái cây luôn, gồm có đào với lựu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái công dụng của cái quả lựu đối với mẹ bầu như thế nào nha. Mà theo dân gian á, thì thường nói là khi mà mang em bé á, chúng ta ăn lựu này nè mọi người, thì khi mà sanh em bé ra nó sẽ có đồng tiền á mọi người. Nếu mà ăn hai hai quả thì sẽ có hai cái đồng tiền hai bên. Theo truyền miệng á, thì nói là nên ăn hai quả, còn theo như khoa học thì như thế nào và trải nghiệm thực tế của mình ra sao thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Cho mọi người cùng biết cái công dụng của quả lựu và thực tế đã áp dụng vào cái thực tế như thế nào và có kết quả như thế nào, mình sẽ chia sẻ với mọi người sau đây nhé. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Mọi người biết không, khi mà mình có em bé mình mang bầu mình không ăn được quả lựu các bạn, thì cái biện pháp tốt nhất và cái giải pháp tối ưu của mình là như thế nào? Mình nghe mọi người nói về cái quả lựu này, ăn vào thì sẽ có đồng tiền, sinh em bé ra sẽ có đồng tiền đó các bạn. Thì mình cũng rất muốn ăn, tại vì mình ai cũng vậy, thì đều muốn con cái của mình sinh ra đều khỏe mạnh nè và xinh đẹp nữa chứ. Thì mình tìm mua, thì lúc mà mình sinh bé thứ hai á thì mình tìm mua để mình ăn, thì lúc đó nó không ngay mùa các bạn, và tìm rất là khó. Mà khi mình gần tới ngày sinh thì nó mới vào vào mùa, thì mình cũng ăn, cố ăn luôn, gán ăn nhưng ăn không được các bạn. Tại vì không biết sao mình nuốt vào nó có cái hộp nhám nhám á, không nuốt được. Bình thường ăn bình thường thôi, nhưng mà khi mà có bầu á không ăn được. Thì giải pháp tối ưu nhất là các bạn biết làm thế nào không? Lấy cái hạt của nó ra, mình lấy ra và mình để vào cối quay sinh tố, mình quay lên thành một ly sinh tố. Thì khi mà mình không ăn được thì mình quay như vậy á, những cái làm nước ép đó các bạn, thì những cái hạt của cái quả lựu này nè nó sẽ lắng xuống dưới. Để một điều hay là không bể không nát một cái hạt nào. Chúng ta quay thì cái cơm cơm của quả lựu này nó nát ra, và còn cái hạt thì nó quyện vào nhau và nó lắng xuống đáy. Khi mà quay xong mà ta gót nước ra chúng ta uống ok luôn, mà còn cái hạt thì nó vẫn còn nguyên luôn đó các bạn. Nó rất là hay, rất là tuyệt vời, và các bạn có thể dùng cái cách đó của mình ha, là cũng rất là hay đó mọi người. Cái tác dụng của quả lựu đối với mẹ bầu theo như khoa học thì người ta giải thích như thế này nè các bạn, đó là có 15 tác dụng luôn đối với mẹ bầu, đó là có thể an thai phát triển và giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh. Thì cái việc mà phụ nữ mang thai ăn lựu là rất tốt, và đây là cách đơn giản để chúng ta có thể bổ sung vitamin C nè, khoáng chất vitamin K vân vân và nhiều chất dinh dưỡng khác nữa. Cho nên là để hiểu thêm thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Thì thứ nhất, tác dụng thứ nhất đó là cái gì? Tác dụng của quả lựu đối với bà bầu là giúp giảm huyết áp các bạn. Khi mà chúng ta mang bầu á, cái huyết áp của chúng ta nó cũng không ổn định, cho nên chúng ta ăn quả lựu này thì nó là thuộc loại nằm nằm trong 12 loại trái cây tốt nhất cho những người cao huyết áp đó mọi người. Thì nó chứa rất nhiều chất quan trọng giúp cho giảm huyết áp. Đây cũng là loại trái cây có thể có tác dụng cực kỳ có lợi cho tim của mọi người, và đặc biệt là phụ nữ mang thai thì thường các mắc các bệnh là chứng như tiền sản giật nè, bệnh này gây ra huyết áp cao đó. Cho nên chúng ta bổ sung lựu vào chế độ ăn hàng ngày thì cái tình trạng này nó sẽ giảm đi rất là nhiều và nó rất tốt. Cái thứ hai thì chúng ta ăn lựu vào thì bổ sung được cái gì? Vitamin C các bạn. Thì vitamin C ấy, nó hỗ trợ cho tăng cường hệ miễn dịch của mọi người, và tác dụng này có thể là vô cùng quan trọng đối với thai nhi. Và
giúp cho cái hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn và giúp người mẹ chăm sóc bé được tốt hơn và cho chính mình và cho chính cơ thể của bé. Cái thứ ba đó là chất chống oxy hóa mọi người. Chất chống oxy hóa thì không còn xa lạ vì gì đối với mọi người, và tuy nhiên chúng ta ai cũng biết, ai cũng nhưng không phải ai cũng hiểu về tác dụng thực sự của nó trong mỗi cơ thể của mọi người. Vì chúng giúp cho cơ thể chúng ta là tăng tuổi thọ nè, tái tạo cơ tế bào của cơ thể và hỗ trợ được việc sử dụng nhiều oxy hơn, và chính điều này giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn và trẻ lâu hơn đó mọi người. Và quả lựu là một cái nguồn giàu chất chống oxy hóa cho cả mẹ và thai nhi luôn. Không ít người coi lựu là một thực phẩm chức năng trợ cho sức khỏe tự nhiên và có thể làm cho chúng ta có những cái hoạt động hài hòa trong cơ thể của mình. Và cái thứ tư nữa thì đó là gì? Việc cải thiện mật độ xương. Lựu có tác dụng đối với việc phát triển xương nè. Bên cạnh thì các loại sữa mẹ bầu được cung cấp những cái dưỡng chất, thì việc ăn lựu để cung cấp dưỡng chất từ trái cây này thì không chỉ là giúp cải thiện mật độ xương cho mẹ bầu và rất tốt cho sự hình thành phát triển của thai nhi, nó cũng rất là tốt. Và cái thứ năm thì cái này không thể thiếu, đó là tốt cho da đó mọi người. Tại vì khi mà chúng ta mang thai có khi á, da của ta, chúng ta có nhiều người á, thì có nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là có thể là bị bong tróc, thứ hai có thể là bị đen sạm. Thì chúng ta ăn lựu vào thì cái chất chống oxy hóa nó hơn hẳn so với diệt quất và trà xanh luôn. Thì chính vì vậy cho nên là tác dụng của quả lựu đối với bà bầu, và bà bầu thì có thể giúp làm cho da sáng mịn hơn và đồng thời ngăn ngừa những cái vết rạn nè, xấu xí ở tay chân. Nó cũng có thể làm cho chúng ta giảm cái vết rạn nứt đó mọi người. Mình cũng không biết là tại sao đa số là mẹ bầu nào cũng có bị rạn nứt, nhưng thật sự mình thì không bị, cho nên mình cũng không hiểu lý do như thế nào. Và mình sau một thời gian mình tìm hiểu là lý do mình ăn lựu đó mọi người, sinh hai em bé ra nhưng mà vẫn không bị rạn nứt, dù cho tay hay chân hay là bụng cũng không có, vẫn bình thường, da của mình nó vẫn nhẵn nhụi không bị gì hết mọi người. Và thêm một cái nữa thì khi mà chúng ta mang thai á, mình còn gặp nhiều vấn đề khác nữa, đó là gì? Nổi mụn trứng cá nè, phát ban nè, vân vân, nhiều thứ lắm các bạn. Nhưng mà lựu thì có thể giúp cho cái những cái triệu chứng đó nó không có và có thể làm nó tiêu diệt sạch những cái thứ đó. Đó cũng là một cái hay. Chúng ta có thể làm ăn, chỉ cần ăn lựu thôi thì chúng ta giải quyết được những cái vấn đề về da của mình khi mà mình mang em bé ha. Cái tiếp theo đó là bổ sung chất xơ. Thì quả lựu có tác dụng đối với bà bầu là băn khoăn của không ít người. Nhưng lựu là loại trái cây cung cấp chất xơ cho cơ thể, và đây cũng là một trong những vấn đề chính mà phụ nữ mang thai chúng ta phải đối mặt với tình trạng như là táo bón đó mọi người. Thì khi mang thai, nhu động ruột của bà bầu sẽ bị rối loạn, và lúc này giải pháp tốt nhất là chúng ta nên ăn nhiều chất xơ vào, và lựu đây là cái loại mà chúng ta có thể được chọn là hàng đầu luôn, vì lựu có rất nhiều chất xơ. Cái thứ bảy đó là phát huy được cái đặc tính kháng khuẩn. Thì lựu rất hữu ích trong việc điều trị bệnh nhiễm trùng đó mọi người. Vì vậy khi mà chúng ta bổ sung lựu vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp được bảo vệ cả mẹ và con khỏi sự tấn công của vi trùng bên ngoài. Trên thực tế thì lựu được sử dụng để tránh việc nhiễm trùng ở thời cổ đại và ứng dụng vào thực tế của những người Ai Cập đã tìm ra và được đánh giá cao. Thì lựu nó có rất rất là nhiều công dụng, cho nên là mọi người cần nên ăn quả lựu, không nhất thiết riêng gì mẹ bầu ha. Cái thứ 8 nữa, cái lợi thứ 8 nữa là gì? Bảo vệ mô não.
Đây là vấn đề rất là quan trọng luôn đấy. Thì quả lựu có lợi cho sự phát triển của mô não trẻ sơ sinh. Một nghiên cứu gần đây đã thực hiện là các nhà sinh học cho thấy rằng ăn nhiều lựu sẽ bảo vệ được mô não của trẻ sơ sinh khỏi bất kỳ thiệt hại nào do giảm cung cấp oxy. Thì khi mà chúng ta, cái mô não chúng ta mà oxy cung cấp lên không đầy đủ thì chúng ta sẽ bị rất là nhiều chứng bệnh. Khi mà như thế thì chúng ta ăn lựu thì nó giảm thiểu rất là nhiều. Vậy thì cần chần chờ gì nữa chúng ta không ăn. Tại vì cái quả này vào mùa thì rất là rẻ mọi người. Và cái thứ tiếp theo đó là thứ 9, thì bổ sung chất sắt. Lựu rất tốt cho bà bầu vì sẽ bổ sung chất sắt. Tại vì mỗi ngày thì chúng ta phải bổ sung sắt và canxi nè. Đó là những cái chất cần thiết nhất để cho cái phát triển thai kỳ, trong thời gian thai kỳ của chúng ta. Và những người già yếu và những người thiếu sắt cũng vậy, cũng nên ăn lựu. Thì đó là một cái chất, một cái loại trái cây ăn vào lành mạnh và có thể bổ sung được rất là nhiều thứ. Đầu tiên là về thiếu máu đó mọi người. Thì khi mà nếu mà chúng ta thiếu máu thì chúng ta sẽ dễ bị sinh non nè. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta dễ bị sinh các bé ra, dễ bị nhiều cái chứng bệnh khác nhau ha. Và vì những lý do này cho nên bác sĩ phải cho chúng ta uống sắt nè. Thì ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung về cái thuốc tây đó, thì quả lựu là một cái loại mà bổ sung sắt tự nhiên từ trái cây rất là tốt, rất là ok. Thì đây là lý do phụ nữ mang thai cần nên ăn lựu đó mọi người. Hoặc là nếu như không ăn được thì sẽ uống nước ép lựu, rất là tốt cho sức khỏe của thai nhi ha. Cái thứ 10 đó là hạn chế sự phát triển bệnh tim mạch. Cái bệnh này nó cũng quan trọng nha. Thì các chất chống oxy hóa trong lựu sẽ làm cho giảm các vấn đề về tim mạch. Ăn lựu sẽ giảm nguy cơ là đau tim nè, làm giảm mức cholesterol xấu trong máu. Và điều này thật sự có lợi cho phụ nữ mang thai và cũng có lợi cho em bé sắp chào đời nữa mọi người. Cho nên là các mẹ bầu nên ăn lựu nhiều vào ha. Và cái tác dụng của lựu đối với mẹ bầu thì sẽ giúp cho đường kính động mạch tăng lên. Và nhờ thế việc cung cấp thức ăn cho em bé sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và chất chống oxy hóa trong lựu cũng giúp cho các hoạt động được ổn định hơn. Và cái tiếp theo nữa, thứ 11 thì đó là việc hạn chế sự phát triển của vi sinh vật mọi người. Lựu thì là nó có cái chất chống lại các vi sinh vật gây hại. Và điều này rất cần thiết cho sức khỏe của mẹ và em bé. Quả lựu rất giàu vitamin tổng hợp tự nhiên nè, và chất chống oxy hóa bảo vệ cho việc khỏi nhiễm trùng và nấm nữa. Thì bất kỳ về vấn đề sức khỏe nào ở phụ nữ mang thai thì cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của em bé. Cho nên là các thành phần của lựu có thể giúp cải thiện. Và những cái việc mà chúng ta cảm thấy là bất an nhất thì nó cũng có thể giải quyết cho chúng ta. Thì đây là một cái điều rất là tốt. Thứ 12 thì cải thiện trí nhớ. Cái việc mà mang thai mà khi mà chúng ta sinh em bé rồi, chúng ta có thể là bị giảm trí nhớ, gọi là cục bộ đó mọi người. Không biết là mọi người có bị hay không, nhưng mà bản thân mình đã từng bị như vậy đó. Thì cái việc mà tình trạng mà suy giảm trí nhớ do thiếu dinh dưỡng trong cơ thể đó, thì chúng ta cũng cần nên bổ sung bằng cách là ăn thực phẩm bổ dưỡng nè. Thì lựu cũng là một thực phẩm có thể cải thiện trí nhớ và chống các bệnh rất là hiệu quả. Vậy tại sao chúng ta không ăn? Chúng ta nên ăn đi chứ. Cái lợi ích thứ 13 đó là bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Lựu nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng, tại sao chúng ta không ăn nhỉ? Thì nó có rất là nhiều vitamin C nè, vitamin K nè, các khoáng chất như sắt, kali, chất xơ. Nó có rất là nhiều folate nữa mọi người. Thì đó là những cái chất mà đối với những phụ nữ mang thai thì những điều quan trọng hơn, và nó sẽ giúp cho cải thiện tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. Rất là ok đó mọi người. Cái
Lễ thứ 14 thì nó là duy trì đường huyết ổn định. Cái chuyện mà mắc tiểu đường thai kỳ là cái chuyện bình thường mọi người. Thì khi mà chúng ta uống nước ép lựu hoặc là ăn lựu thì chúng ta sẽ giảm được cái tình trạng này rất là nhiều. Thì đó cũng là một điều rất là tốt. Và cái tiếp cuối cùng đó là thứ 15 thì tăng cường hệ miễn dịch. Thì mọi người biết rồi, khi mà chúng ta mang bầu á, cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ bị suy giảm rất là nhiều. Và nếu như chúng ta ăn được cái quả lựu này thì nó giảm cái tình trạng này rất là đáng kể, thì giúp cho mẹ tròn con vuông, mẹ khỏe mạnh thì con vẫn ok ha. Đó là những cái lợi ích từ quả lựu mà mang đến cho các mẹ bầu. Thì mình đến đây mình cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi với mình. Và mình sẽ làm một ly nước ép lựu uống ngay bây giờ thôi. Cảm ơn các bạn nhé. Và hy vọng với những cái thông tin như thế này thì có thể giúp được cho mọi người sẽ có được một cái sức khỏe dồi dào và có thêm nhiều thông tin hữu ích, tránh được những cái nguy hại cho thai nhi khi mà ăn các loại thực phẩm. Và chúc các mẹ bầu luôn khỏe mạnh, thai nhi phát triển toàn diện mỗi ngày, và hãy luôn đồng hành cùng với mình nhé. Mình sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nữa để giúp cho mẹ tròn con vuông. Và mình sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nữa để giúp cho mẹ tròn con vuông và vui vẻ vượt qua cái thời gian thai kỳ một cách toàn diện nhất, ok nhất. Và đến đây mình xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ nhé.